từ không vậy? Mình xả dây từ từ ha. Được không? Mình nên làm được không? Cái vậy? Thì cái tao tính toán hết trơn, ngày nào xuống lắc cầm dây này dây cuối cùng rồi. Hiểu không? Đó. Có nghĩa là làm mấy này rồi xuống tháo dây ra làm nhánh kia tiếp. Thấy chưa? Chú Hải, trên này hồi đó lọt có một miếng nó mỏng dữ lắm phải không? Trên này có một miếng mỏng dữ lắm không? Nó mỏng, có một miếng mà nó mỏng như chiếc quyến vậy đó. Không dám đi chỉnh bên đó. Mỏng như chiếc quyến gì hả? Có một miếng à, đi không dám đi mạnh đó. Ừ. Con đi khéo dõi chứ không phải đi mạnh mạnh hồi nãy nó sụp luôn rồi. Thì đi ngay cho đường đường đến đó. Thường thường mấy nhà giàu lập con lại dày lắm mà sao mà tự nhiên con miếng này nó phải. Không à, mà hai bỏ 28 mới vô mới tới. Tấm thứ 3, tấm 4 vậy. Oh.
bên đó có 3 cọng dây quý vị, 3 cọng dây chung thế á. Quý vị thấy không, 3 cọng dây chung thế kế bên quý vị. Thấy ghê không, rất là nguy hiểm quý vị. Cái này mình nói anh em chia sẻ cho những anh em đồng nghiệp á, nói chuyện mình cắt gần chỗ mấy dây chung thế nó không rõ đó, cảm giác quý vị dây đó là không có rõ luôn ha. Đây là cái cảng khu công nghiệp Trà Kha, thành phố Bạc Liêu quý vị, tỉnh Bạc Liêu nha. Công ty bia sau lưng mình ha. Cái này mình mé cái góc này rồi chứ gì, góc phần đỏ này tầm khoảng 1.6 nha. Rồi tới ngang mí nhút nhà nữa gì, rồi cái rồi nó anh em mé gõ chân ha. Giờ mình xuống còn gã ra sơ sơ nó là cho còn gọn cho chủ nhà di dời cho dễ không vậy. Rồi video Tùng đến đây xin tạm dừng nha quý vị, bà con gần xa xem kênh YouTube của Tùng đó, thấy thương em làm nghề nhớ một bằng cách đăng ký và sau đó bấm nút chuông. Thì Tùng chân thành cảm ơn rất nhiều, một lần nữa là Tùng xin chào và hẹn gặp lại video sau.